Rồi ok, chào anh em đã trở lại với video của mình ha. Thì video hôm nay thì cũng là vẫn là hai cái mẫu máy quen thuộc thôi anh em, đó là 8V và ba con 12V. Thì về chi tiết bên trong á, thì video trước cũng đã có đăng cho anh em xem rồi. Thì anh em nào muốn xem về nội thất máy bên trong á, thì anh em vui lòng vào kênh của em, anh em tìm lại cái video trước giùm em nha. Thì video trước thì em có mở nắp hộp máy 8 và máy 12 cho anh em tham khảo rồi. Thì video này em chỉ giới thiệu sơ cho anh em và em tiến hành test máy cho anh em tham khảo thôi. Thì những mẫu này cũng khá là quen thuộc rồi. Thì trước tiên về giá cả thì mẫu 8V là 1,1 triệu, mẫu 12V này là 1,3 triệu, giá bao ship và bảo hành sửa chữa miễn phí cho anh em trong vòng là 1 năm. Đó, về hình thức máy bên ngoài nhận tới tay anh em thì như trên hình, như trên video, không có thay đổi gì hết anh em. Dây kẹp bình coi bóp đầy đủ cho anh em, dây nguồn 6 chấm đơn, dây cáp chịu nhiệt nha anh em. Đó, dây còi bóp dài 2m, có còi bóp phím thủy tinh cho anh em. Đó, ở đây là ghi đầy đủ cho anh em hết rồi, nên giờ anh em chỉ việc nhìn vô là anh em biết điều chỉnh thôi. Đó. Còn về máy 8V thì cũng tương tự thôi anh em, nó chỉ là không có con tắc phân áp ở giữa đây, nó chỉ đánh một nấc áp duy nhất cho anh em. Đó, về mẫu 12 thì sẽ có auto quạt và sẽ có công tắc phân áp đánh hai nấc áp cho anh em. Đó, chỉ khác nhau ở điểm đó thôi anh em, còn tất cả về máy là đều như nhau. Rồi, sẽ test con máy 12V cho anh em tham khảo nha, sẽ test một con thôi nha anh em, do nó đều là 12V hết trơn mà. Thì anh em test máy điện tử thì anh em phải có đèn nha, hoặc là anh em để hai vọt xuống nước thì máy nó mới kêu được. Anh em test không tải thì nó sẽ không kêu đâu. Ở đây về anh em muốn đi đánh lì thì anh em cứ dặn hết lóc cái nút màu vàng này lên về bên phải ngay chỗ chữ lì, là chế độ đánh lì, là đánh lì là như máy cơ đó anh em. Còn anh em đi băm thì anh em giảm về một xíu thôi, tầm đổ tầm hướng 2-3 giờ thôi, anh em đừng có giảm nhiều quá, giảm nhiều quá thì nó đầu tiên nó rất là mỏng anh em. Còn về nút đỏ thì anh em để tầm 50% anh em đi thôi, khi nào cá nó lên không đẹp á anh em mới tăng lên từ từ. Chủ yếu anh em quan sát cá nó lên như nào mà anh em chỉnh máy cho nó hợp lý á. Nếu như tầm này mà anh đang mạnh quá thì anh em cứ việc giảm về hoặc tăng lên, tinh chỉnh tùy theo cái độ nổi cá anh em quan sát thực tế. Rồi ở đây về công tắc, anh em đi nước ngọt trong thì anh em bật lên, đục vàng thì anh em bật xuống. Đó, anh em bắp cò thì quạt nó mới bắt đầu quay, và anh em ngưng bóp cò khoảng 20 giây thì nó sẽ tự động ngắt quạt cho anh em khỏi cần gỡ cọc bình trong lúc anh em nghỉ tay. Đó thì chỉ có mẫu 12V này thì mới có auto quạt thôi anh em, mẫu 8 và mẫu 6 thì sẽ không có auto quạt nha anh em. Đó, đi bơm. Đó, lúc đó thì anh em cứ chỉnh mạnh nhất như bình thường thôi, anh em càng nhận lên thì máy nó càng khỏe. Đó, còn tắt anh em bật xuống thì áp nó sẽ thấp hơn xíu. Anh em đánh lì thì anh em cứ dặn hết lóc lên. Thì ở đây có đầy đủ cái chức năng cho anh em nha, chống ngược cực, chống chập giật đầy đủ cho anh em. Quá tải bơm xung gì đó, chức năng thì chỉ có chọn và lì thôi anh em, như đầu video em đã nói cho anh em. Thì đối với hai mẫu này thì anh em có thể đi vừa bộ vừa thuyền nhỏ được nha. Đối với 8V thì anh em có thể đi đầu sâu một nước là khoảng 2m đổ lại, còn mẫu 12V thì sẽ nhỉnh ra một xíu, tầm khoảng hơn 2m anh em. Thì anh em đánh tầm bình 30-45 A nó đã ok rồi anh em, đã hiệu quả rồi. Rồi thì em sẽ test nhanh cho anh em vậy thôi. Thì anh em nào có nhu cầu sử dụng máy lớn nhỏ đó, anh em cung cấp đầy đủ các mẫu cho anh em, từ 6V, 8V, 12V là những mẫu nhỏ, còn những mẫu chuyên đánh kinh tế cho anh em thì anh em cứ việc liên hệ, số điện thoại em có để trên đầu video hoặc dưới phần tiêu đề cũng có số điện thoại em, anh em cứ việc liên hệ, nhắn tin trực tiếp qua Zalo, em sẽ tư vấn cụ thể cho anh em. Rồi xin chào anh em, hẹn anh em video lần sau.